Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em xin phép giới thiệu với các bác một con đẩy của dòng GS Audio, mã là M650. Đó, thì con công suất này thì nó có hai kênh, mỗi một kênh là 650W. Thì các bác có thể thấy đây là dòng đẩy bãi các bác nhé. Đó, và các bác nhìn cái mặt đằng trước nó khá toàn là lưới thôi, nó giúp cho lấy không khí mát từ bên ngoài vào trong rất là tốt. Và em thì trước khi em nhìn đẩy em chưa biết hay không, em phải nhìn hệ thống làm mát đã. Đó, bởi vì là cái hệ thống làm mát nó quyết định được cái tuổi thọ của con đẩy nó có bền hay không. Đó là cái điều đầu tiên. Sau đó em mới tính đến việc là nghe cái chất âm và tính đến việc công suất. Đó, thì con đẩy này thì nó sẽ bao gồm 1 2 5 6 12, là 24 sò to, 24 sò to nha các bác nhá. Và 1 2 3 4 5 6 7 14, là 28 sò bù áp. Nó 24 sò to và 28 sò bù áp giúp cho con đẩy tiếng đánh cực căng luôn. Đó, còn về cái nguồn đây thì nó khoảng 16 cho đến 18, em đo thì nó thường cái này chắc là tầm 16 nha các bác nhé, 16 inch. Và con tụ đây nó 2 4 6 8 con tụ, mỗi con tụ to nó bao gồm là 10.000 mi và 80 V. Đó, thì với con công suất này thì các bác đánh là đôi full 30 như thế này em đang đánh thoải mái luôn, không ngại ngùng bất kỳ một cái gì cả. Đó, bởi vì công suất 650W các bác có thể đánh 30 bát 30 bát 40 thoải mái luôn các bác nhé. Đó về công suất. Và thường thì các bác mua công cụ công suất thì các bác nên để ý công suất, chứ con sò nó không quyết định về cái công suất các bác nhé. Có những cái con mà nó ít sò nhưng nó lại công suất nó lại khỏe hơn là con nhiều sò đó, thì cái đó mình không tính về bao nhiêu sò, các bác tính sò các bác tính âm ni thôi. Đó, thì các bác nhìn này, đây tất cả này đều là nguyên zin nhé, em bao zin cho các bác. Khi các bác quan tâm sản phẩm này, các bác đặt hàng thì em bao zin cho các bác luôn. Đó, thì đây nó có 8 con tụ rất là khủng khiếp, và nguồn xuyến đây là người ta bọc kín nên chúng ta không thể nhìn vào bên trong được. Đó, thì là em nhập về như thế nào và em giới thiệu với các bác như thế, thì em chỉ quan tâm điều là nó khỏe, rẻ và tiếng hay thế thôi, em không quan tâm nhiều. Đó. Còn đây về sau. Sau đây thì chúng ta là có hai đường cắm thông thường, là một đường new trích và một đường cắm dây trực tiếp. Đó. Và đây nó có hai đường input và đường ninh. Thì con này nó hình như là nó ở đây nó có này. Em tưởng nó không có ba chế độ này cơ. Nó có Braille này, Braille và Sitte các bác nhá. Đấy, quá thoải mái. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh chế độ khi mà chúng ta chạy hoạt động. Thì con này nó có hai quạt gió khá là to, thì bên em đang bán với giá rất là yêu thương đấy, rất là yêu thương luôn. Các bác quan tâm thì cứ để lại ở bên dưới. Thì còn đây thì là về cái phần bảng mạch này, các bác nhìn này, em không giấu cái gì bác luôn, tất cả đều nguyên zin các bác nhé. Đó, tất cả đều nguyên zin, cũ đều nhau. Đó, nếu như chúng ta thay mới thì tự nhiên có một cái nó nổi bật luôn các bác ạ. Đó, em quay hết cho các bác mà giá rất là yêu thương. Đó, thì bây giờ thì em đã quay và giới thiệu qua cho các bác. Bây giờ em sẽ đánh một bài nhạc vàng, em sẽ đánh một bài nhạc vàng. Vừa nãy thì mở đầu thì em đã test một bài nhạc hai em rồi, và bây giờ em sẽ test cho các bác một bài nhạc vàng nhé. Test tiếp cho các bác một bài nhạc vàng bất kỳ đi. Em sẽ tìm một bài. Đây rồi, em đã tìm thấy rồi. Bật đẩy lên. Em đánh trực tiếp từ điện thoại nhá. 3.5 em cắm trực tiếp vào điện thoại này các bạn này. Đó. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi.
giờ em vắng đã đóng tuyến cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước lên thềm hoa. Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho ta, hồi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình tỏa nào, cầm bằng như nữ cuốn dưới chân cầu. Xin em hiểu cho đời anh, cành hoa trong gió sập. Vâng, thưa các bác, thì là em đã test qua cho các bác một đoạn nhạc vàng rồi đúng không ạ? Nghe tiếng rất là sáng và hay, tiếng bát cảm giác nghe rất là gần với ngực nhé, nghe rất là hay và anh cảm giác là nó quện với ngực của mình đó. Thì về cái dòng này thì bên em cũng là vừa nói rồi là đang bán với cái giá rất là yêu thương, thì các bác quan tâm vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được nhân viên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.